mình sẽ giới thiệu các bạn những công việc thời vụ, việc làm thêm lương cao. Các bạn cùng theo dõi nhé. Để tìm việc làm thời vụ tiền liền với mức lương là 50.000 trên 1 giờ, các bạn làm theo hướng dẫn của Kiều sau đây nhé. Trước tiên, các bạn vào Facebook, nhấn vào ô tìm kiếm, gõ chữ việc làm thời vụ tiền liền, thành phố Hồ Chí Minh 24 giờ, viết tắt như trên hình nhé các bạn. Việc làm thời vụ tiền liền, thành phố Hồ Chí Minh 24 giờ. Các bạn nhấn vào. Ngày kéo lên. Các bạn kéo lên sẽ thấy đang tuyển dụng rất nhiều việc. Cần gấp bây giờ 4 bạn phụ vệ sinh công trình tại quận 1. Lương 50.000 đồng trên 1 giờ. Yêu cầu chịu khó làm đến tối. Giữa tháng 8, mình cần thêm 30 bạn nam cho công việc. Nhận phần cơm từ nhà cung cấp tại trường. Chuyển cơm tới từng phần cho học sinh. Đợi học sinh ăn xong sẽ thu dọn lại. Các bạn cần biết chi tiết thì nhấn vào xem nhé. Rồi ngày 25 tháng 7, tuyển 300 nam nữ tuổi từ 20 tới 35 tuổi tham gia sự kiện triển lãm. Nhận ngay 200.000 trên một người. 100.000 tiền mặt cộng một phiếu ăn trị giá 100.000. Có thời gian và địa điểm đó các bạn. Yêu cầu áo thun quần dài, mang giày, mang photo chứng minh photo thôi. Rất là nhiều việc đang cần tuyển dụng. Cần gấp một người đi chuyển nhà cùng mình 250.000. Bo chi ưu tiên cho bạn nào gần đường Dương Quảng Hàm. Kho quần áo ở quận 12 gần cầu Tham Lương cần tuyển công việc thời vụ. Hàng tuần đều tuyển công việc cho các bạn sinh viên. Bạn nào làm đăng ký, có việc mình nhắn tin ok thì đi làm. Lương liền cuối buổi. Nam lương là 30.000 đồng trên 1 giờ. Tử lương 25.000 trên 1 giờ. Cơm tự túc. Trưa nghỉ 30 phút. Thời gian là 25 tháng 7. Mình cần 7 bạn phụ khiên lắp nắp máng điện. Yêu cầu khỏe xiên. Lương 320.000. Địa điểm là trường trung cấp xây dựng cơ sở 2 Nguyễn Bình Chánh. Cơm nước tự túc. Liên hệ số điện thoại nhé các bạn. Ở đây là quán trị viên cũng đang tuyển. Việc chuyển nhà kèo từ 250.000 đến 300.000 cho một kèo. Nhận tiền nóng cuối ngày nên chữa cháy